năm 2007, tổ chức ASNet chính thức hỗ trợ tại huyện Đà Bắc. Chương trình hỗ trợ được thực hiện tại 5 xã là Tân Minh, Tu Lý, Hào Lý, Cao Sơn và Hiền Lương. Các hoạt động của dự án hỗ trợ phát triển huyện Đà Bắc tập trung vào việc huy động và tạo sức mạnh cho những người nghèo khó và những người bị thiệt thòi trong việc bảo vệ quyền của mình. Đối tượng ưu tiên là phụ nữ và trẻ em. Như tăng cường hoạt động về bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ dân tộc thiểu số tại cộng đồng và phòng chống bạo lực gia đình. Đặc biệt, thực hiện các chương trình hỗ trợ đối với các mô hình sinh kế cho chị em phụ nữ nghèo nhằm thay đổi tư duy suy nghĩ của chị em phụ nữ vùng đồng bào dân tộc. Xuất phát từ thực tế là huyện khó khăn, diện tích đất nông nghiệp ít, chiếm 1% tổng diện tích đất của toàn huyện. Chính vì thế mà sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là rau, hoa quả, thường phải nhập từ nơi khác về. Người tiêu dùng không biết được nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm nên vấn đề an toàn thực phẩm luôn được đặt ra đối với người dân. Trong năm 2015-2016, dự án hỗ trợ phát triển đã tiến hành tổ chức lớp tập huấn hỗ trợ về vốn cho các nhóm phát triển cộng đồng và kết nối thị trường theo chuỗi giá trị với hàng loạt các hoạt động như xây dựng kế hoạch thị trường, kế hoạch kinh doanh, xây dựng các kế hoạch giá trị kết nối với người tiêu dùng. Hoạt động theo chuỗi giá trị đã đem lại thu nhập ổn định cho người dân, nâng cao vị thế của người sản xuất nhỏ trong chuỗi bình đẳng tiếp cận thông tin thị trường và chia sẻ lợi ích với các bên. Gia đình cô Bùi Thị Kiệm ở xóm Hào Phú, xã Hào Lý, huyện Đà Bắc là một hộ dân chuyển lòng hồ. Gia đình có gần 2.000m2 vườn, trước đây chỉ trồng những cây tạp như hoa quả ở địa phương. Trồng hoa quả chỉ để cải thiện, chưa có khái niệm làm hàng hóa. Khi được tham gia các lớp tập huấn, thấy được nhu cầu của người dân về sản phẩm sạch, được sự hỗ trợ của dự án về tập huấn kỹ thuật, được học hỏi các mô hình trồng cây bưởi diễn của người dân trong xóm, gia đình cô đã chuyển đổi toàn bộ vườn tạp của gia đình sang trồng cây bưởi. Sau 2 lần chuyển đổi, đến nay gia đình cô đã trồng được 160 gốc bưởi diễn, trong đó đã có 70 cây đã cho quả. Năm 2016, gia đình cô đã thu được 70 triệu đồng. Với chất lượng bưởi thơm ngon được người tiêu dùng trong vùng ưa chuộng, tạo ra thu nhập ổn định cho gia đình. Chúng tôi được dự án AV về đưa về những cây trồng vật nuôi có những hiệu quả thì như gia đình tôi cũng thay hết những cây xoài, cây vài cây nhãn không có hiệu quả thì chúng tôi trồng vào những cây bưởi, bưởi diễn hồng, bưởi diễn trắng. Thì 5-6 năm nay thì gia đình nhà tôi cũng đã được thu hái thì thấy cũng hiệu quả. Và những cây trồng của chúng tôi thì chúng tôi làm theo hàng hóa sạch. Lúc đến vụ thu hoạch thì dân làng rồi là các đầu lái buôn về đây lấy đến đâu hết đến đấy. Không, chúng tôi cũng muốn phát triển thêm thì nay thì chúng tôi muốn AV giúp chúng tôi hỗ trợ chúng tôi nhiều hơn về phần tiêu thụ sản phẩm và giới thiệu đi các siêu thị, nhà hàng để chúng tôi có đầu ra dễ dàng để phát triển kinh tế cho gia đình. Rời vùng trồng bưởi xã Hào Lý, chúng tôi đến với vùng đất Cao Sơn là một xã thuần nông, người dân sống chủ yếu trồng màu, trồng rừng. Hàng năm với diện tích trên 500 hectare cây rong giềng, 600 hectare ngô và hàng nghìn hectare rừng. Xuất phát từ thực tế của địa phương với nguồn mật và phấn hoa dồi dào để giúp các hộ dân vùng dự án có thêm thu nhập. Năm 2015, dự án hỗ trợ phát triển đã đầu tư hỗ trợ mô hình nuôi ong lấy mật cho 10 hộ dân ở Nà Chiếu và Sơn Phú. Tham gia mô hình, mỗi hộ được dự án hỗ trợ phát triển đầu tư hỗ trợ 3 triệu đồng mua 3 thùng ong. Trước khi nuôi ong, các hộ nuôi đều được tập huấn kỹ thuật, tham quan thực tế tại các hộ đang nuôi ong trên địa bàn. Trong quá trình nuôi, ngoài tìm hiểu về qua sách báo, TV, các hộ nuôi ong thường xuyên gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm của mỗi hộ được rút ra trong quá trình nuôi như trao đổi về ghép đàn, tạo chuồng mới, kỹ thuật chăm sóc ong mùa đông. Sau hơn một năm triển khai tại địa bàn xã Cao Sơn, mô hình nuôi ong đã phát triển tốt và hiệu quả. Từ 30 thùng ong ban đầu, đến nay trong nhóm đã nhân lên được 300 thùng ong. Nhiều hộ đã có từ 50 đến 70 thùng, như hộ ông Bùi Văn Sậu ở xóm Nà Chiếu, anh Bùi Thanh Sơn ở Sơn Phú. Như trường hợp anh Sơn là một điển hình tham gia nhóm nuôi ong, anh Sơn được đầu tư 3 thùng ong.
Sau hơn một năm triển khai vừa nuôi vừa tự tìm hiểu về tập quán cũng như kỹ thuật chăm sóc ong, anh Sơn đã cơ bản nắm được đặc tính của đàn ong. Anh đã biết tạo chúa, ghép cầu, tách đàn, nâng tổng đàn ong của gia đình lên 70 thùng. Mỗi năm gia đình anh đã thu hoạch được gần 400 lít mật ong, với giá bán 200.000 một lít mật, anh thu được gần 80 triệu đồng. Tôi là người dân xóm Sơn Phú, xã Cao Sơn. Trong quá trình 2 năm mà dự án là có hỗ trợ về nuôi ong, tức là cả cho vốn từ con ong, xong lại hỗ trợ về kỹ thuật nữa, thì trong quá trình 2 năm này nuôi ong thì tôi thấy là nuôi ong rất là hiệu quả với cái đồng đất của huyện Đà Bắc nói chung và Cao Sơn nói riêng, vì đồng rừng rất là nhiều các loại cây hoa quả, mà nói chung là toàn những cái cây mà có thể làm mật, có thể là làm thuốc được. Thì trong quá trình 2 năm thì nuôi thì chúng tôi thấy là tôi từ có 2 tổ mà đã phát triển lên là mấy chục tổ, mà trong đó là tôi còn hỗ trợ những cái bà con mà những người mà muốn nuôi ong, ví dụ như 1, 2, 3 tổ hoặc là tới 5 tổ, có những hộ mà có khi người ta có tiền người ta đầu tư mua, có khi là người ta cũng 4 tới 4, 50 tổ mà tôi vẫn hỗ trợ. Mà diện tích đất để mà cho con ong này thì chỉ cần dưới rừng cây hoa quả nhà mình, hoặc là những cái mảnh vườn mà mình có khả năng là không dùng, không làm gì đến, thì mình vẫn tận dụng là mình đặt con ong và vẫn có hiệu quả. Nuôi ong được xem là một nghề cho thu nhập cao và ổn định. Để nghề nuôi ong phát triển bền vững, ngoài việc tập huấn kỹ thuật, dự án hỗ trợ phát triển huyện Đà Bắc còn tổ chức các hội thảo, các hội nghị kết nối thị trường để quảng bá chất lượng mật ong, cũng như người nuôi ong tiếp xúc với thương lái nhằm tạo đầu ra cho sản phẩm. Đây là cơ hội để nhân rộng nghề nuôi ong lấy mật không chỉ ở Nà Chiếu, mà nó sẽ được phát triển hơn nữa trên địa bàn các xã vùng dự án. Qua cái chương trình dự án hỗ trợ cho bà con nông dân của xã Cao Sơn về cái chương trình nuôi ong, thế thì cũng báo cáo với canh là qua cái thực hiện cái chương trình dự án thì phải nói rằng là các cái hộ nuôi ong của xã Cao Sơn thì trước hết là phải nói là cái phát triển của nó là cũng khá là tốt. Tức là trong qua cái thực hiện ấy thì phải nói rằng là cái phát triển của các cái đàn ong thì bà con thì cũng được tiếp cận cái khoa học kỹ thuật này để đưa vào cái chăm sóc cái nuôi ong. Thế thì cũng phải nói rằng là qua cái thực hiện cái dự án ấy thì cái cụ thể như là cái chỗ hộ của chú anh Sơn rồi là anh Sậu, thì phải nói là phát triển của cái đàn ong thì phải nói là rất là tốt. Thì qua cái năm vừa rồi ấy, thì phải nói là cái thu nhập của các cái hộ nuôi ong theo cái chương trình dự án thì phải nói là cũng thu nhập cũng có rất là hiệu quả. Trong cuộc sống hàng ngày, gạo, rau đóng vai trò lớn trong bữa ăn của mỗi hộ gia đình. Để mỗi hộ dân được dùng sản phẩm an toàn là vấn đề then chốt của nhiều ngành. Chung tay bảo vệ người tiêu dùng cũng như nâng cao nhận thức của người dân đối với sản phẩm rau, lúa, gạo an toàn. Dự án AAV đã tiến hành hỗ trợ cũng như bảo tồn nguồn gen thuần chủng của giống lúa BC15 tại Tu Lý. Các mô hình rau an toàn tại Đồng Chanh hay mô hình trồng nấm sò. Đây là những ruộng rau của mô hình trồng rau sạch được đưa vào trồng thử nghiệm tại xóm Đồng Chanh, xã Tu Lý, huyện Đà Bắc. Mô hình trồng rau sạch thử nghiệm đã được ra đời tháng 10 năm 2016 trên cơ sở thực hiện chương trình chuyển đổi ruộng cạn sang trồng cây rau màu có giá trị kinh tế cao hơn. Mô hình trồng rau an toàn được đưa vào trồng thử nghiệm tại xóm Đồng Chanh, xã Tu Lý, huyện Đà Bắc trên diện tích 2 hectare đất ruộng một vụ với 31 hộ nông dân tham gia. Trước thời điểm mô hình được thực hiện, tại xóm Đồng Chanh, diện tích đất trồng lúa một vụ của các hộ nông dân cho năng suất thấp và chưa xứng với tiềm năng của đất đai. Sau thu hoạch, đất ruộng gần như bỏ không và phải chờ đến vụ sau mới tiếp tục trồng lúa. Vì vậy, mô hình trồng rau an toàn đang là hướng đi mới cho người dân nơi đây. Bà con nhân dân rất phấn khởi và hăng hái làm việc trên những ruộng rau của gia đình nhà mình. Triển khai từ cái tháng 10 đến tháng 11
đầu tháng 11 thì bà con mới thực hiện được, là vì cái lúa còn thu hoạch lúa xong thì bà con mới thực hiện. Từ cái lúc thực hiện đến lúc cho thu hoạch là 25 ngày, là đầu tháng tháng 11 là bà con làm đất và gieo hạt, thì đến khoảng 25 tháng 11 là cho thu hoạch là cái rau ngắn ngày, nhất là rau cải ngồng và cái rau cải ngọt, rau cải chip, cũng như là cái rau dối mang ra thị trường bán ấy. Và cho bà con là đưa ra thị trường bán là rất có hiệu quả, tăng cái thu nhập cho các hộ gia đình. Hơn 2 hectare rau của người dân đã bắt đầu cho thu hoạch. Rau được trồng và chăm sóc theo đúng quy trình từ khi trồng đến bón phân. Để sản phẩm rau của bà con xóm Đồng Chanh có được thương hiệu rau an toàn, người dân tin tưởng và sử dụng trong bữa ăn hàng ngày. Về cái mô hình trồng rau này, chúng tôi thực hiện tại Tô Lý là hơn 2 hectare. Thế thì bước đầu làm bà con là chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng rau rất là khó khăn. Thế nói chung là bà con là về cái nhận thức là bà con cũng chưa hiểu rõ được cái tầm quan trọng của việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng trong nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp. Thế thì từ cái bà con cũng ái ngại việc trồng rau, chưa quen làm, thì chúng tôi cũng đã họp với bà con và cũng thống nhất quan điểm để làm. Thứ nhất là về là chúng tôi sẽ hỗ trợ bà con là về kỹ thuật cũng như là vật tư để cho bà con trồng mô hình rau nó hiệu quả. Rau thì chúng tôi trồng rất là nhiều giống. Thứ nhất là về bắp cải, su hào và dưa chuột và cũng các loại cải ăn lá. Thì về cải ăn lá thì chúng tôi có bộ cải rau thập tự thì gieo sau 1 tháng là có sản phẩm bán ngay. Từ đó thì bà con cũng thấy là hiệu quả của mô hình rau rất là phù hợp với bà con, và nhiều hộ đã bán được rau và có thu nhập. Vì vậy bà con rất là phấn khởi. Qua việc triển khai mô hình cho thấy mô hình trồng rau an toàn tại xã Tu Lý đang phát triển rất tốt và mang lại hiệu quả cao hơn so với trồng lúa. Phần lớn nông dân đã có sự thay đổi rõ nét về nhận thức khi chuyển đổi sang loại cây trồng mới, tiếp thu được nhiều kỹ thuật sản xuất mới, phục vụ ngay trên đồng ruộng của mình, đặc biệt là sản xuất rau an toàn hiện nay. Trồng rau an toàn đã đem đến một hướng đi mới cho bà con nông dân ở xã Tu Lý và đang bước đầu thành công. Sau 10 năm triển khai trên địa bàn huyện Đà Bắc, dự án hỗ trợ phát triển không chỉ hỗ trợ đối với các mô hình sinh kế cho chị em phụ nữ nghèo nhằm thay đổi tư duy suy nghĩ của chị em phụ nữ vùng đồng bào dân tộc, mà dự án còn đồng hành với người dân nhằm thay đổi nhận thức về tạo ra những sản phẩm sạch cũng như sử dụng sản phẩm sạch trong cuộc sống hàng ngày.